cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi lìa xa cõi đời, chúng mình chưa một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu tiên ngày em đã thành dâu, trời chưa tắt nắng khổ đau chưa lắm tôi hơn đã được tin người yêu mất. Nhật vực che phủ tương lai cuộc đời cả trời ân. À, xin chào anh em nhé. À, clip này thì có thực hiện combo gồm hai sản phẩm để gửi lên đường cho anh em. Thì đây là một cái bộ karaoke của một anh khách thì anh ấy mua tặng bố vợ nhé. Rất là nhiều anh khách hàng mà rất là quý yêu quý bố vợ của mình. Và ngày hôm nay thì anh quyết định là mua bên cửa hàng một chiếc cục đẩy bãi của thương hiệu GD. Và tiếp đó là một cặp loa AD, dòng loa thương hiệu của anh Quốc với sử dụng một bát 30, một tiếp kèn. Thì trong một cấu hình này thì hiện tại đang test mộc cho anh em. Test mộc lấy tín hiệu trực tiếp từ điện thoại và đánh qua cục đẩy này và thông qua một đôi loa này. Anh em có thể thấy là chất âm của cái dòng loa rất là hay. Đặc biệt là với cái dòng đẩy bãi GD đấy thì cũng đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều. Cái giọng giới thiệu là anh em có thể sử dụng con này và anh em có thể cắt súp được trên một chiếc cục đẩy. Và khi con loa nhà anh em mà cái chế độ loa tép của nhà anh em ấy mà nó cái giải giải tép nó kém ấy, nó yếu hơn, thì anh em có thể tăng cái giải lời của nó lên ở cái chế độ 2 pass. Một chiếc cục đẩy rất là đẹp, thương hiệu GD và hàng cực kỳ đẹp trước khi gửi lên đường cho anh em. Thì ngày hôm nay thì có cảm ơn anh Nam. Anh Nam có địa chỉ ở huyện Đầm Rơi, ở tỉnh Cà Mau. Thì tổng hai cái kiện này gồm một chiếc cục đẩy và một đôi loa thì với chiếc cục đẩy đang có giá cho anh em là 4.500.000. Và đôi loa này đang có giá cho anh em là 8.500.000. Và giá đã bao phí ship nhé. Khi anh em đặt mua nhiều cái thiết bị lẻ về cửa hàng thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em. Và ngày hôm nay thì anh có lấy thêm một chút dây loa để về anh ghép vào một đôi loa này thì lấy bằng cho anh một cái giá nhập. Thì tổng bộ này thì đang có giá cho anh em là 13.000.000 nhé, và một chiếc cục đẩy và một đôi loa này. Nói chung là chưa cần kết hợp những dòng vang nâng hay là thiết bị khác, mà anh em có thể thấy là cái giải bass của nó rất là sâu, và đặc biệt là cái giải chung của nó rất là ngọt, giải tép thì dịu, lời sáng nhé. Thì tổng combo này thì anh đã cọc của bên cửa hàng là 1.000.000, thì thu của anh là 12.100.000 và cộng một chút dây rác nữa. Thì cũng cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Anh là một người con rất là có hiếu và rất là tâm lý với bố vợ nhé. Anh đã sẵn sàng mua tặng bố mình, bố vợ mình một bộ karaoke để cho bố chơi Tết. Thì cũng qua đây thì cũng cảm ơn tất cả các khách hàng của toàn thể anh em. Khi mua sắm những cái thiết bị của bên cửa hàng thì anh em luôn tin tưởng và chốt đơn những cái sản phẩm rất là ok. Thì nếu anh em quan tâm những cái sản phẩm của bên cửa hàng thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy 0396855899 nhé. Và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì một con đẩy này thì anh em có thể thấy là hình thức của nó cực kỳ đẹp. Hàng này thì đẹp tới 95% cho anh em luôn. Và sử dụng hai cái chín nắp bi rất là nhạy và công tắc của nó thì rất là đầm tay. Đấy, anh em thấy là khi bật lên nó rất là đầm và tiếng nhạc của nó rất là hay. Bảo anh gần trường, gần đời em nữa. Rất là hay anh em nhé. Đời em nửa năm nửa bao lần. Em mãi phương trời nào bằng chim tâm cá em. Thì những cái video này thì đăng tải cho anh em rất là nhiều cái mã rồi. Và thông báo cho anh em là số lượng của những chiếc cục đẩy GD này không còn nhiều cho anh em.
một con đẩy mà công suất của nó 800W trên một kênh thì anh em có thể đánh với phân khúc loa như thế này, anh em có thể đánh hai cặp vẫn là dư tải nha anh em nhé. Tại vì là khi đánh mộc cho anh em đánh rất là nhẹ thôi, chỉ cần nhích lên 10 giờ mà cảm giác cái độ căng của loa nó đánh rất là lực rồi và cái giải lời của nó rất là rõ ràng rồi. Thì nếu anh em quan tâm những cái mẫu như thế này thì anh em có thể tham khảo trên video clip của trên kênh, rất là nhiều mẫu để anh em có thể sắm về để sử dụng chơi Tết Nguyên Đán cũng như là để về tham gia những cái sự kiện live show trong cái buổi cuối năm đó anh em nhé. Và nếu anh em quan tâm những sản phẩm thì anh em hãy liên hệ trực tiếp tới số máy 0396855899. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé.